Hello, hôm nay đổi gió sang nặng tự nha. Nhân vật hôm nay là Anja trong movie Code White. Chắc bạn thấy mình làm Anja suốt đúng không? Tại mình thích em quá chứ không có gì. Đất mình sử dụng là đất sét nhẹ tại shop mình bán. Hơi mất thời gian nhưng mà cần thiết. Đó là bạn nên nhào lại đất cho săn chắc trước khi nặng. Trình tự video được sắp xếp theo đúng quá trình mình làm. Loại mình bán là loại đất nhẹ, giá thành rẻ. Mỗi nơi sản xuất chất đất khác nhau. Trên thị trường bịch đất y chang nhau nhưng không hề giống nhau. Mình chỉ chọn loại mình cho là ok nhất mang về bán. Mà bạn xài có ok không cũng do tay nghề và sở thích của bạn nữa. Với loại đất này bạn nên có sự kiên nhẫn. Vì mỗi giai đoạn mình làm trên video đều để đất nghỉ 1-2 tiếng đến 1 ngày rồi mới làm tiếp các giai đoạn khác. Bởi vì đất còn ướt, rất là dính và khá lâu khô. Đất mới sẽ khá ướt và mềm, không đứng form khi nặng. Vì vậy bạn phải nhào cho bay bớt nước và đất săn lại rồi mới nặng. Khi nào biết nó săn lại? Khi bạn luyện tập nhiều, bạn sẽ canh được. Còn chỉ nghe và thực hành 1-2 lần không được rồi bỏ thì mình cũng khuyên không nên sử dụng. Mình làm nhìn dễ đúng không? Tại mình từng có khoảng thời gian nhận nặng theo yêu cầu. Ngót nghét cũng phải trên 100 tượng rồi. Nên kinh nghiệm xử lý đất của mình rất tốt. Khi mình bắt đầu với loại đất này, mình cũng từng bỏ hết một bịch 100g chỉ để nặng được cái váy của Kanakamui. Mặc dù nó vẫn xấu he he. Lý do mình sử dụng loại đất nhẹ này là do mình thấy thích màu sắc tươi của đất. Và tiếp đến là rất nhẹ. Mình thích làm những nhân vật TV đầu to. Những loại đất nặng khi làm đầu to hơn người sẽ rất khó để đứng vững. Lần đầu sử dụng tuy rất khó thao tác và nhiều khuyết điểm, nhưng mình vẫn thích và tiếp tục luyện tập, tìm hiểu và tìm cách khắc phục nhược điểm của đất. Phần nào bạn muốn dính luôn thì nên dùng keo sữa để kết dính nha. Đất này khi còn ướt rất là dính, nhưng khi khô nó sẽ dễ rớt hơn là bạn kết dính bằng keo sữa. Tỉa tay vừa tỉa vừa tách nó ra vì nó rất dễ dính chùm lại. Khúc này mình sẽ không kết dính bằng kẹp sữa, mình chỉ để dính tự nhiên. Sau khi làm xong hai phần tay này, mình để qua ngày mới tiếp tục làm tiếp. Trong khi chờ phần kia, mình chuyển qua làm tóc. Có thể thấy khi khô rất dễ để bẻ ra. Những dụng cụ nặng tượng đều có bán tại shop. Phần này mình vẽ bằng màu acrylic. Thank you.
Bạn đừng lo đất sẽ in dấu vân tay, vì loại này khi khô sẽ có độ phồng. Khoan lỗ và gắn vào đế mica. Cảm ơn bạn đã xem. Hẹn gặp lại ở video sau.